Ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Vinh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lê 1998, trú thành phố Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh để điều tra về hành vi môi giới bán dâm. Trưa 24 tháng 9, khi vào kiểm tra tại phòng 103, nhà nghỉ Hồng Quyết khai đóng ở phường Lê Lợi, thành phố Vinh, công an phát hiện Nguyễn Văn Nguyện 1979, trú tại huyện Nam Đàn, đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị Huệ 1995, trú tại xóm Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện thêm cặp đôi Trần Văn Dờ 1989, trú tại huyện Nam Đàn, và Trương Thị Thờ 1994, trú tại xóm Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, đang đứng tại quầy lễ tân nhà nghỉ. Tại đây, Giờ và Thờ khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 ở nhà nghỉ này. Khám xét tại chỗ, công an ghi nhận 2 bao cao su đã qua sử dụng tại phòng 103 và 105 của Nguyễn Văn Nguyện và Trần Văn Giờ, sử dụng để mua dâm. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng mua bán dâm khai chiếm được Nguyễn Thị Lê 1998, trú thành phố Hà Tĩnh, là lễ tân của nhà nghỉ Hoàng Quyết khai môi giới mua dâm với giá 1.120.000 đồng. Đến 14 giờ ngày 24 tháng 9, Nguyễn Thị Lê đã đến công an thành phố Vinh đầu thú và khai nhận hành vi môi giới mại dâm trên. Bước đầu Lê khai nhận sau khi môi giới bán dâm thành công, Lê lấy 50% số tiền khách đưa, 50% còn lại Lê chia cho các gái bán dâm. Được biết, Lê hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Nghệ An. Hiện cơ quan công an thành phố Vinh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lê để kế tiếp điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo lao lý pháp luật.